Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2012. Trong Pháp Cú có một phẩm nó gây ấn tượng cho chúng ta, đó là phẩm Tạp Lục. Tạp Lục. Mình đọc một bài cho các vị nghe rồi chúng ta đi vô thử. Đây là câu kinh thứ 290. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Đầu tiên cái tên Tạp Lục nó cho chúng ta một cái sự phản cảm, đó là nó tạp nhạp, nó không có hay, phải không? Cái gì nó tạp đó là nó không có thuần chất, nó không có nguyên chất. Nhưng mà thưa các vị, do vì cái phẩm này tập trung những cái bài kệ Đức Thế Tôn dạy. Điều thứ nhất là nó nhiều pháp hành trì nơi đây, có khi dạy cho cư sĩ, có khi dạy cho các thầy tỳ kheo, có khi dạy cho ngoại đạo, và có khi đó là những bài pháp để cho người ta có được niềm vui an lạc trong cuộc đời, có khi đó là những bài pháp dạy cho người ta chấm dứt khổ để thành đạt được niết bàn. Cho nên nó có cái tên là phẩm Tạp Lục, tức là tập trung nhiều cái thể tài ở trong đây. Và cái bài đầu các vị thấy là nó ứng dụng được cho đời sống chúng ta rồi. Câu thứ nhất là nhờ từ bỏ những cái niềm vui bé nhỏ, niềm vui nó phù du, và do vậy cho nên thấy được cái niềm vui lớn hơn, nó mênh mông hơn, nó lâu bền hơn. Bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, tức là phải là người có trí tuệ thì mới thấy được cái nào là niềm vui thật, cái nào là niềm vui giả, cái nào là niềm vui phù du chóng vánh, rồi cái nào là niềm vui lâu bền. Đó là câu kinh Pháp Cú rất là hay, giờ mình chép tặng cho các vị để các vị bỏ những cái niềm vui bé nhỏ giữa trần thế, các vị có được cái niềm vui an lạc trong chánh pháp, rồi các vị khởi phát năng lực trí tuệ để có thể thành đạt được an lạc giác ngộ trong hiện tiền. Giờ chép một bài đi. Đây là câu kinh Pháp Cú thứ 290 nghe. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Đó là nội dung của câu kinh Pháp Cú 290. Và đầu tiên các vị nhìn ra cái chữ này, lạc là chi? Lạc là vui. Vui nó có mấy tầng. Cái điều đầu tiên anh hỏi thử nhau một điều là niềm vui nó phát sinh từ đâu vậy đã? Ý thứ nhất. Thứ nhất, niềm vui phát sinh. Hỏi nhau vậy. Các vị nói nó phát sinh từ đâu? Nó không ngoài hai điều, đó là thân và tâm. Thỏa mãn được những cái nhu cầu của thân thì nó phát sinh được niềm vui. Và nó thỏa mãn được cái nhu cầu của tâm thức ấy, thì nó phát sinh lạc. Vui nó có mang cái hàm nghĩa dường như là nó gần gần với đời sống vật lý hơn. Còn lạc nó mang cái hàm nghĩa là ở chiều cao của đời sống tinh thần hơn. Cái niềm vui của thiền định, tức là cái lạc, trạng thái hỷ lạc của thiền định đó, thưa các vị. Đầu tiên á, nó gá với thân này để sinh hỷ lạc. Sau đó nó gá với cảm thọ nó sinh hỷ lạc. Sau đó nó xả ly luôn thân, luôn cảm thọ, luôn cả ý thức của các vị, để nó có một cái niềm vui rất là thù thắng của con đường tu.
Thế rồi cái ví dụ thứ hai nó cũng dễ hiểu nữa là thế này: mình đang đói, thế thì mình ăn nó cũng phát sinh được một cái trạng thái của niềm vui, của sự thỏa mãn, phải vậy không? Thế nhưng mà nó bền hay là nó ngắn? Thưa nó chóng vánh, nó phù du vô cùng. Mà có khi mình ăn nhiều nó sinh ra cái phản cảm, tức là sinh ra cái tình trạng không phải vui nữa mà là buồn. Ăn một món đầu tiên cảm thấy nó hạnh phúc và niềm vui, thế nhưng ăn hoài thì nó là cái nỗi sợ chứ không phải niềm vui nữa. Thế thì cái tầng cạn của niềm vui, thưa các vị, điều thứ nhất là nó đổi thay nghe. Nó như bằng tay lật qua lật về, lật qua lật về từ cái vui đến cái buồn rất nhanh. Lật qua lật về từ cái có lợi và có hại nó cũng nhanh nữa. Ví dụ chuyện ăn thôi, thì nó từ lợi đi đến hại không xa là mấy. Các vị có cái nhu cầu ăn mà nó vừa no đó, đó là một loại nhu cầu tất nhiên. Thế nhưng mà các vị ăn quá no do vì cái sự thèm ăn và tham ăn của các vị, thế thì nó sinh ra cái chi? Nó chi? Bội thực thì đúng rồi đó. Thế nhưng mà nó hàm tàng bên trong đó là cái sự tham. Mà khi cái tham nó có mặt thì nó có nghĩa là chi? Nó phát sinh liền những nỗi thống khổ ngay nơi thân các vị, tức là tật bệnh phát sinh trước. Và tật bệnh phát sinh thì nó, điều thứ nhất là nó làm cho các vị trở ngại sức khỏe, đó là bước đầu. Bước thứ hai, tuổi thọ giảm và khổ đau nó dính liền với cái tình trạng tham ăn. Thế thì thưa các vị, đôi khi đời sống chúng ta, ta không phân biệt được cái thế nào là nhu cầu, thế nào là sự tham muốn hay là sự thèm khát. Hai cái này nó gần nhau lắm. Ăn nó là một nhu cầu tất nhiên. Thế nhưng mà có khi từ cái ăn đó nuôi dưỡng thân, bước vào một bước nữa để tới cái sự thèm khát do ăn gây nên thì nó không xa là mấy, chừng như nó không có biên giới. Rồi đời người chúng ta khốn khổ vì hai chuyện thôi, nó rất là gần gũi nhân tình. Thưa các vị, một là các vị tiêu, hai là các vị xài. Hai cái này nó khác nhau hay là nó giống nhau vậy? Dường như nó rất giống nhau. Cái nhu cầu đó là các vị phải mua sắm, phải ăn mặc, đó là cái sự tiêu phí rất là cần thiết. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái chuyện xài của các vị thì nó không có biên giới. Các vị xài bao nhiêu cũng hết cả. Cái điều đó nó làm cho cái nhu cầu khát thèm của chúng ta càng ngày càng tăng, chứ nó không hề thỏa mãn. Ăn thì nó còn thỏa mãn, đến một mức độ nào đó thì ta không cần ăn nữa, tại vì nó no rồi. Nhưng mà xài thì không bao giờ thỏa mãn cả. Có bao nhiêu tiền xài cũng hết cả. Thử cho các vị trúng số. Tiền bình thường thì không dám xài đâu, nhưng mà trúng số thì nghĩ rằng đồng tiền của trên đời rớt xuống đó. Cho nên tha hồ mà ta cứ phung phí. Và cái chuyện xài của chúng ta, thưa các vị, nó mới đáng nói, chứ còn ăn thì nó không đáng nói. Ăn không hao là mấy. Thế nhưng mà xài thì nó vô chừng, và bao nhiêu tiền ta tiêu cũng hết cả. Cái mua sắm của các vị, cái nhu cầu do thèm muốn của các vị, do ganh tị của các vị, thưa đại chúng, là nó mới làm khổ ta, chứ không phải cái nhu cầu của chuyện nuôi sống đời sống này mà nó làm khổ ta. Nuôi sống nó rất ít. Thế nhưng mà cái chuyện phù hoa giả dối, do vì chúng ta không có hạn chế được tâm thức của chúng ta, do cái nhu cầu tham nó đẩy lên cao, do vậy cho nên nó khiến cho một đời ta lao đao và khổ sở. Mình làm một ngày rất là nhiều chót để lãnh bao nhiêu tiền, nhưng mà các vị nhìn coi là cái nhu cầu thực tế của các vị ấy, thì nó không có là bao nhiêu cả, mà cái nhu cầu không thực tế thì nó rất là nhiều. Do vậy cho nên thưa các vị, mình hãy biết là có hai loại niềm vui. Một cái loại niềm vui nó phát sinh từ mức độ cạn của hình thể vật lý, mà niềm vui cạn bao nhiêu thì nó phù du bấy nhiêu là một, nó gây phản ứng ngược lại bấy nhiêu là hai, nó có thể đưa đến tình trạng tật bệnh của thân và giảm thọ là ba. Và niềm vui càng lên cao, càng đi vào chiều sâu, càng có sự tinh tế thì thứ nhất nó bền hơn. Niềm vui tinh thần bao giờ nó cũng bền cả. Niềm vui sự tu tập nó bền nè. Niềm vui của việc bố thí cúng dường nó làm cho lòng các vị nhẹ nhàng, thanh thản, nhưng nó rất là bền. So với những loại niềm vui hội họp bạn bè, tiệc tùng đình đám, thì niềm vui của tu tập các vị thấy nó không phải là
lễ hội tưng bừng như đình đám, thế nhưng mà nó nhẹ là một, nó bền là hai, dư hưởng nó kéo dài theo chúng ta là ba. Và điều thứ ba của niềm vui ở chiều tinh tế nữa là nó nuôi dưỡng chứ nó không tàn phá. Năng lực tu các vị mà có được niềm vui thì nó nuôi dưỡng các vị chứ nó không hề tàn phá thân tâm của các vị. Còn cái loại niềm vui mà chúng ta thu gặt qua những cái cuộc đỏ đen, hoặc là qua những chén rượu cuộc trà, những cái đình đám lễ hội, thưa các vị, nó rất là mệt, nó tàn phá sức khỏe ta. Đó là chưa nói đến chuyện nó phá tiền chúng ta, là chuyện gần nhất ai cũng đau ruột cả. Do vậy mình lặp lại vấn đề là càng đi vào cái chiều tinh tế của tâm thức thì người ta kiếm ra một cái loại niềm vui nó không tàn phá mình, nó có khả năng nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng tâm cũng có nghĩa là nuôi dưỡng thân của các vị, làm cho thân các vị an, làm cho đời sống các vị kéo dài được trên hành tinh này. Thế cho nên ta phân biệt niềm vui nó phát sinh từ cạn, rồi nó cũng phát sinh từ sâu, mà cạn bao nhiêu thì nó phù du bao nhiêu, càng đi vào chiều tinh tế bao nhiêu thì nó càng nuôi dưỡng và càng bền bỉ bấy nhiêu. Đó là điều thứ nhất, ta phân biệt cái loại niềm vui nào phát sinh từ thân và loại niềm vui nào phát sinh từ tâm, để chúng ta có được một cái năng lực, có được cái trí tuệ nhìn ra để nuôi dưỡng đời sống mình. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thế nào là từ bỏ niềm vui nhỏ? Quý vị chép cái này xong rồi chứ ha. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là có những cái loại niềm vui nhỏ, ngắn, phù du và tàn phá thì mình từ bỏ. Thế nhưng mà cũng có những loại niềm vui nhỏ nhưng mà nó không phải là loại phù du, mà nó là cái sự kết hợp để nó hình thành một loại niềm vui lớn thì ta không từ bỏ. Bằng không thì các vị cứ nghĩ cái thứ nào cũng vui nhỏ. Thế nào là cái loại niềm vui nhỏ mà nó kết hợp để thành loại niềm vui lớn? Một thời tụng kinh, một thời niệm Phật là niềm vui nhỏ, rồi tập trung nhiều niềm vui nhỏ lại, nó thành một niềm vui lớn. Đó là các vị có được một ngày an trú trong sự an lạc, tĩnh lặng. Các vị có tràn đầy cái thiện tâm, có tràn đầy hạnh phúc trong trái tim của các vị, thì đó là một loại niềm vui nhỏ nhưng mà nó kết hợp để thành một loại niềm vui lớn. Và mình phân biệt được điều này thì mình biết phải loại trừ cái gì gọi là niềm vui nhỏ. Như mình vừa chia sẻ, những loại niềm vui nó mang tính cách vật lý đời thường thì chúng ta có thể dùng một cái từ tổng quát, đó là loại niềm vui nhỏ, mong manh, phù du, dễ đến, dễ đi, dễ sinh, dễ diệt. Thưa các vị, nó dễ đến cũng có nghĩa là nó dễ thay đổi nữa. Nó thay đổi không phải nghĩa là nó ra đi, mà thay đổi nghĩa là từ niềm vui nó qua cái buồn, qua cái giận, qua cái ghét, hoặc qua cái chán sợ, nó không sao là mấy. Cho nên ta gọi những loại đó là loại niềm vui nhỏ. Hay mình dùng một cái từ khác nữa định nghĩa thế này: niềm vui nào mà nó không có cái chất của tham sân si nằm phía dưới thì được gọi là niềm vui nhỏ. Niềm vui nào nó có cái nền của nó là thiện pháp nằm phía dưới thì niềm vui nhỏ, nhưng mà nó sẽ tích tụ để thành một loại niềm vui lớn. Mình định nghĩa như thế chắc nó đủ dễ hiểu cho các vị, phải không? Thế thì trong một ngày, thưa các vị, mình nhìn thử cái là mình đang rượt đuổi theo cái loại niềm vui gì, đang mưu cầu toan tính để thành đạt được cái loại niềm vui gì. Nếu các vị thấy là từ tâm hành tham của các vị có mặt để thủ đắc món này, món nọ, món kia, thì các vị biết là đó là loại niềm vui nó chống tàn, nó tàn phá các vị rồi. Đêm hôm ở đạo tràng kết thúc khóa tu, có một anh Phật tử anh chia sẻ với mình thấy rất hay. Anh nói: thưa thầy, con chưa làm được chi nhiều, con cũng chưa phải thành đạt được cái gì trên con đường tu. Thế nhưng mà có một hôm trời rất tối, con chạy xe ở trong cái ngõ hẻm kia, và vô tình con vai vô một cái kiếng xe rất mới của một người đậu bên đường gãy nát. Kỳ thực là giữa đêm tăm tối như thế thì con có quyền bỏ đi mà không hề có một người nào biết rằng ai đã làm cho vỡ kính xe cả.
Nhưng mà khi con đi ngang qua khỏi rồi thì con dừng xe lại, con trở lui lại, con lấy giấy con viên tên của con, số nhà của con, điện thoại của con dán vô cái xe đó. Con nói: tôi đã vô ý đi ngang đây đụng vỡ kính xe của anh, và tôi xin là được bồi thường theo luật định, và anh chỉ cần gọi điện thoại tới và ngày mai nếu có thể được thì tôi sẽ đến đây để thưa chuyện với anh và xin lỗi anh. Và anh làm cái điều đó xong rồi, anh nói: con lên xe con nghe lòng con rất là vui thầy, nó rất là thanh thản, cảm thấy mình là người vô cùng có trách nhiệm với việc mình đã làm, dù rằng chưa hề ai thấy, dù rằng có thể đền cái số tiền đó bao nhiêu không cần biết, thế nhưng mà con làm được một thiện sự, con cảm thấy là đời sống con nó rất là có ý nghĩa. Bất cứ một lỗi lầm gì xảy ra, con đều cảm thấy mình có trách nhiệm với điều ấy. Chưa thành cái chi cả, chỉ là một người rất bình thường, xử sự một cách lịch sự thôi thưa các vị. Cái điều này nó là một loại lương tâm con người bình thường thôi, chứ chưa phải là đi vào cái chiều sâu sự tu tập. Thế nhưng mà anh nói con vô cùng hạnh phúc khi về nhà, là con cảm thấy là có một cái niềm vui gì đó nó đến trong trái tim của con. Thế thì các vị hình dung coi, đó là loại niềm vui tuy rằng nó nhỏ, phải không? Nhưng mà nó có cái nền phía dưới là cái nền chi? Cái nền của một cái trái tim tràn đầy lương thiện, tràn đầy trách nhiệm, tràn đầy cái sự trưởng thành của một con người lớn. Ở thưa các vị, đôi khi chúng ta nghĩ những chuyện này nó bình thường trong đời sống của chúng ta, chúng ta không thấy trách nhiệm gì với con chúng ta, với chồng chúng ta hay với vợ chúng ta. Ta nói một lời nặng nề, xúc phạm, rồi ta cảm thấy như là chuyện nó trôi qua rồi có buồn xin lỗi làm cái chi, chứ là cái sĩ diện mặt này nó quan trọng lắm, cho nên đâu có hạ mình xin lỗi được. Nhất là các ông mà làm chi có chuyện xin lỗi các bà cho mất công. Và thưa các vị, người mà có một trái tim tràn đầy nhân ái và có trách nhiệm với chính mình chứ không phải với ai cả, thì đối với mọi việc mình lỡ làm, mình sai phạm, mình xúc phạm ai, dù người đó là ở ngoài phố, ở trong nhà, thậm chí là con của mình, thưa các vị, mình hãy làm điều đó để có được cái niềm vui nhỏ trong trái tim của các vị. Không có gì tuyệt vời bằng đối với một em nhỏ, mình trân trọng nó, coi nó như là một thành viên của gia đình ngang với mình. Các vị sẽ thấy rất là kinh ngạc, khi mình coi trọng nó thì nó coi trọng mình đó. Nguyên tắc nó là như thế. Đây là cái lý nhân quả thường nhất trong cuộc đời này. Còn mình khinh thường người ta, mình chà đạp người ta, thì người ta sẽ chà đạp lại mình khi có cơ hội. Cơ hội chưa đến, tại vì nó là một sinh linh bé bỏng, nó chưa làm gì được đối với bố, chưa làm gì được đối với mẹ. Thế nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng cái quả báo nó không đến với ta. Thưa các vị, rồi sẽ tới lúc nó sẽ biểu hiện cái điều nó giận tức, nó thù hận, cái ấn tượng không mấy đẹp về bố về mẹ, cho tới lớn nó mới có cơ hội, hoặc nó trả lại cho ta, hoặc nó trả lại cho con của nó. Thưa các vị, thế cho nên từng niềm vui nhỏ nó có mặt, mà các vị khéo xây dựng thì các vị có thể thành đạt nó, gặt nó được trong mỗi một ngày ngay đời sống gia đình của các vị. Mình đừng tưởng tu là mình phải làm cái chi ghê gớm, phải đội đá vá trời, hay là phải làm cái chi cho chùa này, chùa nọ, chùa kia, hay là phải nuôi được 100 ông tăng, hay là xây dựng đại già lam, hay là đúc một cái chuông thiệt lớn. Thưa các vị, không cần làm những điều đó. Các vị hãy làm những việc bé nhỏ, đó là xây dựng những cái niềm vui rất là cụ thể ngay từ đời sống các vị. Các vị đâu biết rằng một niềm vui nhỏ các vị có mặt bằng cái khả năng tu tập đối với người thân trong gia đình của các vị, nó tạo thành một cái hậu quả về sau không lường được. Có khi con của ta nó mang cả cái ấn tượng của ta đã xử sự với nó từ hồi bé thơ, nó đi vào đời, nó hằn vết nơi tâm thức của con nó trong tương lai, rồi nó gây tổn hại họa hoằng cho người thân của nó là vợ của nó. Mình hành xử thế nào không biết, nhưng mà những cái điều mình hành xử nó đều lưu lại trong tâm thức của con em ta cả, và nó sẽ sao y bản chính.
Và khi các vị tới tuổi già rồi, các vị nhìn con của mình sao nó bị cái thằng chồng của nó hành hạ, rồi các vị nhìn thằng con của mình nó hành hạ vợ của nó hành hạ cháu nội, các vị cảm thấy tại sao nó làm như vậy. Các vị đâu có biết rằng mọi lỗi lầm nó do từ các vị truyền đạt đến thế hệ nó mà thôi. Ta vô tình hoặc ta cố ý mà ta không hề biết. Cho nên thưa các vị, hãy nhận diện ra một điều là có những loại niềm vui nhỏ ta nên từ bỏ. Đó là niềm vui. Nói nặng người một câu nghe nó hả lòng làm sao cũng là loại niềm vui đó chứ. Thế nhưng mà nó có cái nền phía dưới là ác tâm, thì ta nên từ bỏ. Nó có những loại niềm vui rất nhỏ, đó là nói một lời xin lỗi làm mát dịu lòng người, khen một câu đối với người có nhiều cái hạnh phúc hơn ta, hoặc là có một người trẻ trung hơn ta, đẹp hơn ta, họ phơi phới như bông hoa, mình nhìn mình khen họ một câu, các vị cảm tưởng như là cái điều này nó vô thưởng vô phạt. Nhưng mà không, có những lời khen nó làm cho người ta vượt ngang qua cái nỗi hãi hùng và chết chóc. Có những lúc tâm trạng của người kia chìm trong u uất, họ chán đời đến nỗi họ không muốn sống làm chi. Thế nhưng mà bất thần có một người nào đó họ khen một câu, nói ôi tôi chưa từng gặp người nào đẹp như chị, tôi nghĩ rằng trong đời sống này chị rất là hạnh phúc. Mình đâu biết rằng cái câu khen có khi nó không phải là ghê gớm lắm, nhưng mà làm cho người ta chợt tỉnh, làm cho người ta thức giấc, làm cho người ta yêu quý mạng sống của người ta lại. Thế thì đó là loại niềm vui nhỏ các vị có thể tập được trong đời sống này, từng chút một. Và những loại niềm vui mà ta xây dựng như thế, trên cái nền thiện tâm như vậy, thưa các vị, đó là một loại phước điền không thể mua được. Các vị bỏ tiền ra mua được cửa nhà, ngựa xe, mua được mọi thứ. Thế nhưng mà mọi thứ các vị mua được nó đều tuân theo một cái quy luật, đó là có thể đến, có thể đi, có thể còn, có thể mất, có thể bất trắc trong một phút giây nào đó. Thế nhưng mà phước lành từ trái tim của các vị lành thiện, xây dựng từng chút của loại niềm vui nhỏ như vậy, thưa các vị, tiền không mua được, và mọi bất trắc của đời sống nó không đến với các vị được. Và nó xây được cái nền thiện pháp rất là vững vàng, để từ nơi đó ta tiến bước dần dần để thành đạt được những quả vị, hay là thành đạt được con đường vãng sinh. Đó là các vị nhận biết hai cái loại niềm vui nhỏ và lớn, cái thứ nào ta nên từ bỏ và thứ nào ta nên nuôi dưỡng là như vậy. Thế rồi cái điều thứ ba, bậc trí bỏ cái vui nhỏ, thấy được cái vui lớn. Cái điều đầu tiên mình hỏi với nhau, thế nào là trí cái đã? Thưa các vị, là năng lực trí tuệ. Đó là một loại củ quý giữa trần gian. Kỳ thực là hồi xưa tôi nhớ bà ngoại tôi dạy câu thôi, mà nó theo tôi suốt tới ngần này tuổi. Bà nói con biết không, con học bằng cái chén á thì con có thức ăn bằng cái chén, con học bằng cái tô thì con có công ăn việc làm bằng cái tô, mà con học bằng cái thúng á thì có công ăn việc làm bằng cái thúng. Cái điều này đúng hay là sai? Thưa đúng, phải không? Và chưa có một thành phần di dân nào đến đất nước này mà thành công như người Việt cả. Tại sao vậy? Quê hương chúng ta trong quá khứ á, nạn tai hoạn họa, đau thương chiến tranh tràn ngập. Có những người sống nơi những cái vùng quê hẻo lánh, kiếm cái điều kiện để học khó vô cùng, thưa các vị. Và ai cũng biết một điều như tôi vừa nói cả. Thế cho nên cái thế hệ của chúng ta 75 qua đây á, vất vả trăm điều, nhưng mà cái điều phải làm đó là ca cụm dành dụm để tiền cho con mình học tới nơi tới chốn thôi. Tôi nghĩ là thế hệ trung niên của các vị nơi đây sinh ra trên đất Mỹ, hoặc là còn bé đặt chân đến nơi này, có được cái điều kiện để học hành, có được công ăn sở làm cho nó đàng hoàng, các vị nên tri ân các bậc bố mẹ của chúng ta đã trải mồ hôi dưới đất để cho các vị đi lên này. Các vị có thể vinh cái cớ hoặc lấy cái lý do là con học thành tài cho tới hôm nay, con mượn tiền chính phủ chứ bố mẹ con có nuôi được đâu. Các vị có thể nói như thế. Nhưng mà thưa đại chúng, rõ ràng là nếu ta không có những bậc bố mẹ
như những người Việt đến nơi đây sinh sống thì ta không thể phát triển được cái đời sống có công ăn việc làm trên xã hội này đâu. Và từ cái điều này nhìn lại thì thưa các vị, nhân gian người ta vô cùng trọng thị trí tuệ, và thậm chí chúng ta bây giờ cũng thế. Không biết cái ông đó là cái chi, thế nhưng mà thấy ông mặc vest tông rất là bảnh chệ, thắt cà vạt ngon lành, ông đi vô thì chúng ta nghĩ chắc ông quan à. Và từ ngữ Việt Nam họ thường dùng cái từ là thưa quan bá, thậm chí là ngày xưa làm cái quan quét đường thôi, dân quê cũng thưa quan bá quét đường. Thế thì các vị hình dung là cái văn hóa của đất nước hay là văn hóa của phương Đông á, nó vô cùng trọng thị những người có ăn, có học, có chữ, có nghĩa. Và cái điều này giới nào cũng vậy, chứ không phải gì trong cái giới bình dân của chúng ta, thậm chí trong cái giới thành phần tri thức thôi, người ta cũng đo cái mức độ tri thức cao thấp qua vài câu nói, qua công ăn việc làm, qua địa vị xã hội. Thế thì chưa nói gì cái năng lực trí tuệ, hãy nói về tri thức nhân gian thôi, thì nó là một loại chi? Là một loại chi? Là một loại của quý không thể đánh đổi, không thể đánh đổi bằng quyền chức, càng không thể đánh đổi bằng cái sự tấn lột. Tức là anh không giật của ta được, anh giật được cái chi thì giật, nhưng mà tôi đố anh giật được tri thức của người ta, có phải vậy không? Nhưng mà thưa các vị, đó là tri thức nhân gian, nó ở tầng cao và nó được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Nói như Trần Thế Sương là học đã sâu cơm mà chưa chín á, tám khoa không khỏi phạm trường quy, thi tám lần mà rớt hoài thì không đậu. Thậm chí đến lúc ông ta buồn, nói phen này tớ hỏng, tớ đi ngay, dỗ chạp từ đây nhớ lấy ngày, tao đi mất, tao đi chết luôn, nhớ ngày này tao đi thi là ngày đó tao chết, làm ông dỗ luôn đi. Thì các vị thấy là cái con đường gặp gần vô cùng để thành đạt tri thức nhân gian thôi. Và nó là một loại củ quý mà người ta phải đánh đổi bằng máu và nước mắt. Các vị hình dung hỏi các em nó học đây thì biết, học sâu cơm đó chứ. Và cái chương trình học của nhà trường bây giờ càng ngày càng nặng. Không có được cái năng lực trí tuệ, tức là không có được cái trí óc tốt lành đó, thì nó không thể đi vô học đường và học hành tới nơi tới chốn được đâu. Mình nói một vòng để trở lại cái chuyện mình muốn thưa, đó là thưa các vị, tri thức nhân gian thôi nó đã là một loại củ quý rồi. Nhưng mà đối với đạo Phật thì nó có được gọi là củ quý không? Nói không thì cũng không đúng lắm đâu. Thưa các vị, nó cũng là một loại củ quý đối với đạo. Có điều nó phải được lót ở phía dưới cái tri thức đó bằng cái nền của chi? Chúng ta vừa nói lấy cái nền thiện tâm lót cho cái phần niềm vui đó. Thì tri thức nhân gian nếu các vị lót nó bằng cái nền của thiện tâm, của đạo đức ấy, thì cái người trí thức kia, cái người có công ăn việc làm kia, cái người giàu có kia, thưa các vị, trở thành một của quý cho tầng gian này. Một người trí thức mà vô lương tâm thì thưa các vị, cái năng lực tàn ác của họ gấp 100 lần so với người vô trí ấy. Chưa có một tên kẻ cướp nào cướp của cướp tiền nhiều mà nó không phải là người trí thức cả. Thế thì cái nền của người trí thức mà trong đạo chuộng đó là cái nền của nó phải có, đó là cái chất thiện lành có mặt. Đó là mức độ cạn, dùng con mắt đời thường thôi, dùng cái lăng kính bình thường nhìn thôi. Thì các vị thấy là chia hai tầng nha. Một tầng là trí thức, nhưng mà trí thức chi? Bất lương. Và cái điều này thưa các vị, xã hội nào cũng có cả. Xã hội độc tài hay xã hội tự do hay là xã hội đế chế ngày xưa nó đều có, chứ không phải bây giờ. Trong quá khứ thời quân chủ, các vị đế vương của triều đình vẫn có những vị trí thức mà vô cùng bất lương. Các vị hình dung là không có cái tên gian thần nào nó không phải là người trí cả. Nếu nó không có trí thì nó không có lừa được nhà vua và cả một hệ thống quần thần của người ta để nó đoạt ngôi, phải thế không? Rồi những tên nhà giàu trên đất Mỹ này, nếu là không có đủ năng lực thì nó không hề giật của thiên hạ hàng trăm tỷ nọ tới trăm tỷ kia. Và cái cướp giật và nhỏ nhỏ bây giờ nó giật sách giật bớt của ta là cái loại cướp nhỏ không đáng gì đâu. Nó cướp từ trong ngân hàng, từ trong cái Medicare của các vị, từ những cái đồng tiền mà các vị không hề biết ở đâu trên trời á, trong không gian vô hình á, trong những tờ giấy á, nó chỉ cần vào computer nó đánh vài cái là lấy sạch tiền của các vị nào hề biết. Thế thì cái thứ cướp
mà nặng tội nhất mà luật pháp cũng phải bó tay. Đó là những người đại trí mới làm được điều này. Thế thì hai loại, một là loại trí thức nhưng mà bất lương vô cùng, nó tàn hại xã hội, nó giết hàng vạn con người. Còn một loại trí thức, thưa các vị, nếu nó có cái nền của thiện tâm phía dưới thì loại đó là loại Phật pháp thời nào cũng chuộng, xã hội thời nào cũng tôn vinh cả. Thế nhưng mà nhìn bằng con mắt đạo thì vẫn chưa được gọi là người có trí. Tại sao? Do vì ảnh không có thấy được khổ tập diệt đạo. Đó là nói theo cái tinh thần của kinh văn dạy. Nhưng mà nói một cái từ dễ nhất để gần gũi nhất là do vì ảnh không thấy rằng đời sống này rất là mong manh, rất là vô thường, đến và đi sinh diệt chóng vánh như phù du thôi. Trí sâu xa đó là phải nhìn ra ngay nơi đời sống này có cái khổ tiềm ẩn, đó gọi là người trí của đạo. Rồi người trí của đạo là phải nhìn ra được ngay cái sinh diệt có cái không sinh diệt thì mới gọi là người có trí. Thế thì cái tầng thứ hai, thưa các vị, để trở thành một người trí trong đạo thì ta phải đạt được tối thiểu là hai điều thôi. Mình nói tối thiểu thôi. Điều thứ nhất là chi? Nhìn được khổ, nhìn được vô thường. Thứ hai, nhìn được vô ngã, nhìn được trạng thái niết bàn có nơi các vị thì được gọi là có trí. Mà chưa có được điều này, thưa các vị, nhiều lắm. Ta nói năng cho trôi chảy, thậm chí là đứng trên pháp tòa giảng pháp 2-3 tiếng đồng hồ râm ran cho thầy Phước Tịnh cũng chưa được gọi là trí nữa. Mà nếu chưa gọi trí thì người ta gọi ông đó là chi? Ngu chứ còn trí nữa. Hai cái điều nó phản diện, nếu không phải là trí thì ngu, không nhận ra là khổ là vô thường, phải không? Nói vô thường thì hay lắm, nói như thánh như tướng, thế nhưng mà ai đụng tới cái là nổi sân si lên, thế thì đâu phải vô thường, đâu phải thấm gì. Cho nên thưa các vị, trí trong đạo, cái nhu cầu cả nhất là anh phải thấy đời sống này, dù rằng là nó có phù hoa, dù rằng trong xã hội tân tiến nhất của hành tinh này, nhưng nỗi khổ nó tiềm phục dính liền với mọi đời sống của chúng ta. Thứ hai là mọi thứ thì đều vô thường, đến và đi chóng vánh. Điều thứ ba là ngay trong cái vô thường thấy cái thường còn, bất sinh và bất diệt, thì tạm cho đó là những người trí trong cái định nghĩa chuẩn mực nhất của đạo tặng cho. Đó là chúng ta giải thích thế nào là trí. Thế rồi cái điều kế tiếp nữa, làm sao thấy được niềm vui lớn? Nếu anh đã có một chút năng lực trí tuệ thì cái điều quan trọng là anh phải thấy được cái niềm vui lớn. Sao nói hoài mà mới 11 giờ 11 trong cho nó mau hết đặng mà đi cho rồi, mới có 38 phút mà nói mất hết chữ nghĩa rồi. Thưa các vị, là chúng ta vừa đi ngang qua phần này, tức là mình định nghĩa thế nào là trí, thế nào là vô trí. Phần thứ hai chúng ta nói về niềm vui. Kỳ thực là người có trí tuệ rồi thì họ nhận ra niềm vui rất dễ. Họ biết cái nào là phù du, cái nào là nó lâu bền, cái nào nó có thể gây tác dụng phụ, tức là tác dụng hại đến thân tâm. Cái thứ niềm vui nào nó nuôi dưỡng mà nó không hề có những tác dụng phụ. Cái điều này, thưa các vị, nếu mình mà khờ khờ, vô minh và không có học Phật pháp thì mình không thể phân biệt được. Mình chỉ làm được mỗi một điều thôi. Tức là nếu không có thánh giáo Như Lai soi sáng trái tim của chúng ta thì chúng ta chỉ làm được một điều đơn giản như hàng vạn con người trên hành tinh này làm thôi, là làm cái chi? Giải quyết chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện mặc và chuyện tiêu xài, ngang đó chấm hết. Hạnh phúc của ta được quy định trong một điều thôi, đó là làm cho có nhiều tiền để làm cái chi? Để xài tiền, chứ có gì khác nữa đâu, thưa các vị. Hạnh phúc của ta chỉ là việc ăn cho thiệt ngon. Cho nên
hả cái khả năng thèm ăn của chúng ta. Nhưng mà thưa các vị, tất cả những loại đó do vì người ta chưa đẩy tâm thức người ta đến một cái tầng cao có chút năng lực trí tuệ, cho nên họ thấy là đời sống của họ ngang chừng của đời sống vật lý hình hài này mà thôi, ăn tiêu vân vân. Thưa các vị, tất cả những cái loại ngũ dục của trần thế này nó có sức mạnh, nó chỉ hút được người vô trí. Thế nhưng mà người có trí thì nó không bao giờ hút được. Người vô trí thì thưa các vị, đây là cái nhà lớn nè, tôi cần phải có nè, đây chiếc xe đẹp nè, tôi phải đi nè, đây là ngôi chùa nè, tôi phải làm chủ nè. Thì chúng ta gọi đó là những người vô trí nha. Những người có trí thật á thì thưa các vị, mọi thứ vật chất nó đều là phù hoa cả, không có gì là của ta trên trần đời này cả. Thậm chí chùa to Phật lớn có phải là của ta đâu. Anh có giành được cái chùa thì anh cũng trả hình hài về cho các buổi nó đi, mà chưa chắc anh giành được cái chùa thì cái năng lượng Phật tử tu tập nó còn đông đảo như thế này. Bằng cái tâm không hiền thiện của anh ở nơi đâu thì anh tạo thành địa ngục nơi đó. Đó là loại người vô trí ấy. Đúng hay là sai đây? Cho nên thưa các vị, là trong đạo hay ngoài đời gì chúng ta cũng vướng phải tình trạng này cả. Cho nên chỉ là người có trí mới có được niềm vui là một, chỉ người có trí mới có thể mở được trái tim từ bi là hai, và chỉ người có trí mới có khả năng là làm an lạc cho mình và cho người là ba. Và nếu các vị tu tập mà không nâng được tâm thức của các vị lên tầng cao để có được một chút năng lực trí tuệ, thế thì thưa các vị, ta mãi là những chúng sinh chìm nổi trong cái khổ mà thôi. Mình gây khổ cho mình đã chưa chán rồi, cái mình gây khổ cho người thân của mình cũng chưa thấy đủ nữa, cái mình tới chùa cái mình gây khổ cho nhiều người hơn nữa. Thưa các vị, cái vòng lẩn quẩn nó là như thế, do vì mình vô trí. Và cái điều thứ hai nữa trong cái phần trí chọn niềm vui này, thưa các vị, người trí chọn niềm vui họ không phải là những người sống với những cái loại cảm xúc cảm tính. Người có trí dễ khởi phát ý chí hơn cái người nhiều cảm xúc và nhiều cảm tính. Người nhiều cảm xúc, nhiều cảm tính là sao? Người ta buồn thì mình buồn, người ta vui, mình vui, người ta giận, mình giận, đó là nhiều cảm xúc. Và mình đến với đạo mình tu, thưa các vị, mình cũng đi lanh quanh chọn cái con đường cảm xúc và cảm tính thôi. Thấy cái gì dễ thương thì mình thương, thấy ai khổ mình khóc theo họ. Rồi thấy cái hoàn cảnh người ta vô cùng khó khăn, người ta than, nghe đứt ruột đứt gan cái mình móc tiền mình cho hết. Thế rồi sau đó mình phát giác ra là người kia gạt mình, họ đóng kịch khéo thế thôi cho họ nào nghèo khó chi. Cái mình nổi phiền muộn, nổi sân si, nổi phiền não. Rồi cái tầng mà nó gần gũi vô cùng với đời sống Phật tử nữa là thế này: mình có cảm tình với chùa này, với ông thầy này, cái mình hết lòng hết dạ, mình cúng dường, mình thân cận, mình học hỏi, mình vô cùng là kính mến. Thế rồi cái ông thầy đó đâu phải thánh, một vài hôm ông đổ chứng à. Từ cái ông thầy dễ thương trở thành ông thầy tham lam, ông thầy khó chịu. Rồi cái mình ghét ông thầy đó chưa đủ đâu, ghét cái chi nữa? Ghét cả cái chùa đó, ghét cả đạo Phật luôn các vị. Đủ chưa? Chưa. Cái đó chỉ bên ngoài thôi, nó không dính gì các vị. Các vị thù ghét, các vị không thèm tu nữa. Chuyện này tôi cho tôi rớt trong luân hồi cho biết, cho đáng đời. Và thưa các vị, cái điều của người vô trí thường làm đó là thế này: người ta gắn đời sống mình với những cảm tính sinh diệt bất còn, với những cái vui buồn phù thế. Còn người có một chút trí tuệ thì người ta gắn đời sống người ta vào đâu? Thưa các vị, vào chánh pháp của Như Lai, chứ không phải gắn vào ông thầy, cái chùa hay là bà sư cô nào hết á. Tất cả mọi người đều là những người đang tu và họ đều tôn thờ pháp của Như Lai. Các vị có biết không, khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi, Ngài dùng con mắt siêu thế nhìn khắp tam thiên đại thiên thế giới này, tìm một bậc thầy để cung kính, để cúng dường, để đảnh lễ, để hầu hạ, để thân cận. Đức Thế Tôn mà còn như thế nghe, Ngài tìm khắp không có ai cả. Ngài là bậc chứng đạt siêu thế biến chánh tri, là người thành tựu được quả vị toàn giác. Và Ngài nghĩ rằng nếu không có ai để ta cung kính, cúng dường, đảnh lễ, tùy thuận theo học, thế thì ta làm sao? Và Ngài nhìn lại là
có giáo pháp. Pháp mà ta chứng được đó, nó là cái trạng thái tối tôn thưa các vị. Thế rồi Ngài quay về sùng mộ chánh pháp của Ngài đã chứng nghiệm được, tức là cái con đường nó thành đạt Niết Bàn. Và từ cái điều này chúng ta trở lại, người vô trí như chúng ta thì vì cảm tính, vì vui buồn, vì ghét, vì thương cho nên tu và không tu. Còn người có một chút trí tuệ thì thưa các vị, cái chuyện thành bại dở hay nên hư tốt xấu của thiên hạ, của nhà chùa, của ông thầy là chuyện của họ nghe, không dính gì các vị. Các vị quy y với chánh pháp của Như Lai. Con đường chánh pháp là con đường mười phương ba đời chư Như Lai đều đi để thành đạt giác ngộ. Thế thì ta có thể bỏ mọi thứ, thế nhưng mà ta không bỏ cái con đường hành trì của chính ta. Tại sao như vậy? Thưa các vị, vì con đường đó là con đường các vị chọn đi để thành đạt hạnh phúc cho chính các vị. Mình đến với đạo mình tu không phải mình làm giàu cho cái chùa, không phải làm cho thế lực của chùa kia có mạnh, có nhiều Phật tử, càng không phải làm cho đạo Phật có nhiều tín đồ. Mà ta đến với đạo, ta học, ta tu để làm cho thân tâm ta được chuyển hóa, ngay hiện đời nếm được an lạc, nếm được giải thoát. Đó là cái mục đích của sự tu. Thế cho nên thưa các vị, tu hay không tu nó không dính gì với tất cả mọi người bên ngoài. Tu hay không tu là chính các vị dính với các vị vì an lạc của ta, vì hạnh phúc của ta, vì giải thoát của ta, cho nên ta tu thôi. Thế thì thưa các vị, ta có thể chán mọi thứ nhưng mà không chán pháp của Như Lai, không chán con đường tu của Đức Phật dạy. Các vị ghét thầy Phước Tịnh đến nỗi gặp mặt không thèm ngó, nhưng mà lời ông dạy thì có tội gì đâu. Nếu ông dạy đúng chánh pháp thì ta có quyền nghe chứ, phải không? Ông có là ông thầy tham cái chi đi nữa thì mặt sát ông không dính gì ta cả. Ông dành chùa của thiên hạ thì kệ mồ, ông không dính gì ta cả. Có phải vậy không? Nhưng mà cái điều ông dạy hay ho, đúng với con đường chánh pháp Phật dạy thì mắc gì đâu mà ta bỏ. Thế thì các vị nên phân biệt được, người có trí không phải sống bằng cảm tính, không phải sống bằng chuyện vui buồn thương ghét đến rồi đi. Người có trí là người biết đặt đời sống mình đúng chỗ, đặt cái chủ đích con đường mình phải đi. Thế cho nên cái tầng cạn nhất của người có trí là họ thấy được niềm vui rất là vững chắc trong cuộc đời phù du này. Còn chúng ta thì thưa các vị, chúng ta 37-21 mà tu cũng theo thời, theo buổi, theo cảm tính vui buồn, ai rủ thì đi cho vui, không rủ thì ở nhà. Thế cho nên thưa các vị, chưa được gọi là người trí thấy được niềm vui. Nếu các vị có một chút năng lực trí tuệ từ gia tài thánh giáo của Đức Thế Tôn dạy, học hỏi để hành trì, thì các vị tự chọn con đường mình mà vượt ngang qua tất cả những cái khó khăn của đời sống bên ngoài, khó khăn khi các vị tu tập. Đó là điều thứ nhất chúng ta chia sẻ, là thấy được niềm vui phải là có trí. Và người có trí thì tự nhiên họ nhận ra con đường và niềm vui của họ có mặt liền, chứ không có khó khăn gì cả. Hết chuyện nói rồi đó. Và cái điều thứ ba, niềm vui lớn là gì? Mình hỏi nhau quên thế nào là niềm vui lớn. Thưa các vị, nó có nhiều tầng nha. Niềm vui lớn, điều thứ nhất, mình trở lại cái định nghĩa ban đầu mình đã tặng cho các vị. Điều thứ nhất là nó có cái nền thiện pháp phía dưới. Điều thứ hai, nó lâu bền. Và điều thứ ba, thưa các vị, là nó mang niềm vui nhuần gọi thân tâm ta, và nó cũng mang niềm vui nhuần gọi cho những người có điều kiện đến gần ta, sống với ta. Nó có một cái hàm nghĩa, nó là thế này: người này có được cái trái tim rộng mở, vị tha. Nói theo cái từ Phật giáo là người này có cái chi trong phẩm chất của họ, có từ và bi trong họ và có trí tuệ trong họ, đó gọi là niềm vui lớn. Thế nhưng mà chúng ta muốn cụ thể vấn đề nó gần hơn nữa, nó là thế này thưa các vị. Ví dụ như trong đời tu của chúng ta mà mình không nếm được hương vị Phật pháp, thế thì có khi đời sống của chúng ta nó bị lãng phí rất là nhiều do những phút giây trống trải, hoang vắng. Mình chỉ vui được những lúc mình thiền tọa, công phu, niệm Phật, hoặc là đến những đạo tràng tu tập. Thế thì niềm vui nó còn đứt quãng, cho nên chưa gọi là niềm vui lớn.
Bao giờ niềm vui của các vị nó không phải xôn xao phù thế, nó không có phải lễ hội tưng bừng, mà nó là cái trạng thái hỷ lạc, dịu dàng, nhẹ nhàng và không bao giờ đứt đoạn nơi trái tim của các vị, thì gọi là niềm vui lớn. Mình nên lưu ý là lớn đây không có nghĩa là nó xôn xao, nó lễ hội, nó tưng bừng gì cả, mà nó là cái trạng thái của hỷ lạc lâu bền có mặt nơi các vị. Hay dùng một cái ví dụ cụ thể là thế này: khi nào tâm thức của các vị luôn an trú rồi trong pháp tu, không có một phút giây nào các vị cảm thấy nó trống trải, nó vắng vẻ, nó cần phải có ai bằng hữu, bạn bè, thậm chí là người thân của các vị như chồng, các vị con, các vị cũng không có cái nhu cầu là họ phải ở bên cạnh mình. Tôi có niềm vui thực sự với trái tim tôi thì tôi không cần bất cứ một cái sự tựa nương vào bất cứ ai, thì người đó có được niềm vui lớn. Bây giờ đưa tay coi ở đây được mấy người? Chưa có ai cả. Và thưa các vị, do vì mình chưa làm khởi phát năng lực tu nơi chính mình, tâm thức mình nó còn ốm yếu như cây sậy, gió lai qua lai về nó ngã, cho nên mình cần cái gì? Nương tựa gần, đó là người thân của mình, người hôn phối của mình. Nương tựa gần gần hơn là con của mình. Không có bà cụ già nào mà không muốn con cái nó gần mình, nó thăm hỏi mình. Tối thiểu thì một tuần nó gọi điện thoại vài lần thì nó ấm lòng làm sao. Không cần mua quà mua bánh cho ta, cứ gọi điện thoại về đi thăm đi, thì ăn ngon ngủ khỏe ra. Mà không gọi điện thoại về thì buồn nẫu ruột. Chuyện này nó rất là bình thường trong đời sống chúng ta. Có một câu chuyện bên Trung Hoa họ viết cũng khá hay về tình thương của người mẹ. Bà ca cũng tiền mà để dành nuôi cho cậu bé đi học đi hành. Tới chừng cậu ta đỗ đạt, cậu ta lên trên thành phố, cậu ta làm ra lương ra tiền. Cậu ta nói: con nghĩ rằng ở nhà quê như mẹ thì mỗi tháng chỉ cần 30 đồng nhân dân tệ thì mẹ có thể sống được, cho nên con sẽ gửi về cho mẹ 360 đồng để mẹ sống một năm. Mà giấy nảy như đĩa phải vôi. Các vị biết cái từ đó cha? Không được, đừng gửi vậy. Hỏi tại sao? Mẹ không cần tiền hả? Không, mẹ cần tiền lắm chứ. Nhưng mà mỗi tháng con gửi về cho mẹ 30 đồng thôi. Tháng nào con cũng chịu khó con gửi về vậy đó. Tại sao mất công vậy? Thì giờ đâu con có để con gửi về cho mẹ mỗi tháng 30 đồng. Thế bà khóc. Và thằng nhỏ nó cũng không biết vì lý do chi, thì nó cũng chiều mẹ, nó gửi cho được vài ba tháng, rồi nó gửi cho một cọc tiền. Tức là gửi được 3 tháng thì công ăn việc làm nó quên mất. Và thì giờ ở đâu mà mỗi tháng đi gửi 30 đồng cho nó mất công. Cho nên anh gửi chừng 3 tháng, sau đó anh gửi đủ số tiền một năm. Cái bà thay vì lấy 30 đồng đó để mua cơm gạo sống, và lấy 30 đồng đó và mua vé tàu lửa lên tận nơi thằng con trả tiền lại. Với yêu cầu là anh gửi cho tôi 1 tháng 30 đồng thôi, mà không gửi thì thôi, chứ đừng bao giờ gửi một cọc tiền như thế này, đủ cho tôi sống một năm. Thế rồi thằng nhỏ nó rất là kinh ngạc, nó nói: tại sao vậy mẹ? Con gửi gần đó tiền, con gửi một lần cũng được, nhiều lần cũng được, chứ có gì đâu. Nó không, mẹ muốn là mỗi tháng mẹ được đón tin của con gửi về, đọc của con viết vài chữ trong thư. Con biết không, 30 đồng không có là chi cả, mẹ không cần đâu, nhưng mẹ cần cái thơ của con đó, cần vài lời hỏi thăm của con đó. Mẹ sống bao nhiêu năm nay nhờ đó đó, con biết không? Thậm chí là cả quê của ta, mỗi lần mẹ đón thơ con là cả hàng xóm láng giềng họ tới, họ chia vui với mẹ, họ nước mắt họ chảy, nó ồ con mà dễ thương dễ ư, nó có hiếu vậy sao? Và thưa các vị, chuyện khá cảm động, nhưng mà mình kể chuyện đó để trở lại cái chuyện chúng ta, chứ không ai dẫn các vị đi vô cái chỗ đó rồi khóc lóc. Thưa các vị, là bao giờ đời sống của các vị mà các vị cảm thấy rất là an lạc, rất là vui trong từng phút giây một, chứ không phải là từng ngày nhé. Phút giây này, phút giây sau, thậm chí cả một đời của chúng ta chưa hề có phút giây nào cô đơn và trống trải. Có con thì cũng vui, không có nó thì cũng vui. Ông nhà còn sống với ta thì cũng vui. Ông nhà dễ thương cũng vui. Mà ông cằn nhằn khó chịu càm ràm suốt ngày cũng vui luôn. Con mình có hiếu thì tốt, mà nó không có hiếu
thì mình cũng cảm thấy lòng tràn đầy hoan hỷ và mãn nguyện. Ta đã nuôi nó chừng đó chừng kia, nó đã có công ăn việc làm, nó không cần ta nuôi nữa. Bây giờ thôi, nó nuôi vợ nuôi con nó tốt lắm đó, rất là hoan hỷ. Thế thì các vị là người có trí và vui được với niềm vui lớn. Bằng chưa làm được điều này, thưa các vị, chúng ta vẫn là người giật giờ trong cuộc đời này. Như trái bầu bị nước nhận chìm, nổi lên nổi xuống mà thôi. Thế cho nên có được năng lực trí tuệ, có được pháp hành trì thì các vị mới có được niềm vui lớn. Thế rồi cái điều cuối cùng, cái điều cuối mình muốn chia sẻ với các vị đó là thành đạt sự an lạc tối hậu. Cái điều này thưa các vị, nó là cái mục đích chính của mọi chúng sinh trên hành tinh này. Trong cái từ Đức Phật rất hay, trong cái từ Đạo Phật dùng để chỉ cho những người tu theo Phật là cái từ gì các vị biết không? Đệ tử của Như Lai. Tại sao gọi là đệ tử? Do vì sinh ra từ Đức Thế Tôn, như con của Ngài. Tức là sinh ra từ giáo pháp của Ngài, nhờ giáo pháp của Ngài chúng ta sống, chúng ta tu, cho nên xứng đáng là con của Như Lai. Thế nhưng mà một mặt khác thì là em thôi. Tại sao là em? Đệ là em, tử là con nghe. Tại sao là em? Do vì Ngài là bậc giác ngộ đi trước ta, ta từ từ ta cũng giác ngộ như Ngài, cho nên gọi là em. Cái từ đệ tử nó mang một cái hàm nghĩa, vừa là sinh ra trong gia tài thánh giáo của Phật, tu để thành đạt được Phật quả, vừa có cái niềm tự hào là ông đi trước, ông tới trước rồi tôi thủng thẳng rồi tôi cũng tới sau, không biết chìm dưới 18 tầng địa ngục bao nhiêu đời mới tới thì chúng ta không biết, nhưng mà chắc chắn phải tới. Và từ cái điều này chúng ta trở lại, thưa các vị, cái thành đạt tối hậu của một con người là thành đạt được sự giác ngộ. Anh chưa thành đạt được điều này thì anh vẫn còn lang thang nổi chìm sinh đi trở lại, còn nổi chìm nước sinh tử thì còn nếm hương vị khổ. Chừng nào cái năng lực tu của mình dâng lên nó đủ tràn dậy, và đời này đời khác nữa nhiều kiếp trôi qua, mình không quên mất bồ đề tâm, mình giữ vững được cái tâm giác ngộ để thành đạt viên mãn được quả giác ngộ, thì mới đạt đến cái niềm vui tối hậu. Mà chưa làm được điều này thì chúng ta vẫn chưa đạt được niềm vui lớn của một bậc đại trí. Thế nhưng mà trong cái tiến trình thành đạt được cái niềm an lạc tối hậu, tức là chứng nghiệm được thật tướng của các vị, hay là bồ đề tâm của các vị, hay là trạng thái pháp thân, hay là chứng nghiệm được pháp giới tạng thân A Di Đà Phật nơi các vị, hay là cái từ gần nữa của truyền thống Tịnh Tông, đó là chứng nghiệm được Di Đà tại tâm. Thế thì ta làm được một điều cần phải làm ngay bây giờ ở đây, đó là các vị phải nhận diện ra cho được trong hai cái phần, cái gì là sinh diệt của tâm, cái gì là không sinh diệt. Và khi nhận ra được rồi thì tất cả những điều phía trước mình nói tự nhiên nó đến với các vị rất dễ. Tự nhiên là cái nỗi trống trải một đời người không có mặt, tự nhiên là cái lương tâm lành thiện của các vị nó sinh khởi rất là dễ. Người xưa gọi là ngộ lý là khởi tu. Mà chúng ta chỉ cần ngộ ra một điều, nhận ra một điều là ngay nơi cái sinh diệt có cái không sinh diệt, và vững tin với điều này, nắm được cái cách để hành trì, thưa các vị, ngay trong hiện đời các vị sẽ không có mất một phút giây nào trống trải cả. Không có cái chuyện cảm xúc hay là xúc cảm buồn giận ghét thương gì nó đi vô tâm thức các vị, nó nhận chìm các vị. Ta sống một đời trọn vẹn vô cùng, không có phí phạm một phút giây. Và thậm chí là tất cả những cái nghiệp thiện hay là tất cả những cái thiện hạnh chúng ta làm, thưa các vị, không cần cố công gắng sức gì cả, tự nó phát sinh thôi. Nếu mình nhận được cái bất sinh diệt, trong cái sinh diệt thì liền tức khắc trái tim của các vị nó có cái sự làm thiện làm nền liền thôi. Cái ý mình muốn chia sẻ nơi đây đó là nhận ra cái không sinh diệt. Cái ý đầu tiên á, nó rất là hay ho, là khi các vị nhận ra thì các vị trị liệu được tất cả những cái phiền não của các vị. Và chừng như cái điều này mình nói cả 1000 lần rồi. Ví dụ như phiền não của các vị là cái chi? Là chi? Giận nè, buồn nè, lo âu nè, căng thẳng nè, bực bội, ganh tị,
Và những cái tâm thức nó tràn đầy cái tính tiêu cực, thưa các vị, nó không phải là cái gì ở bên ngoài các vị, mà nó có mặt sẵn trong trái tim của các vị. Chỉ cần các vị lơ là nó nhảy ra ngay, phải không? Cái giận, cái buồn của các vị, thưa các vị, nó là cái có cái gốc rễ rất là sâu trong đáy lòng của các vị, nên thoáng là nó nhảy ra thôi. Thế nhưng mà nó có một cái điều vô cùng màu nhiệm, đó là khi buồn và giận là cái thứ sinh diệt nó vừa có trong các vị, thì có cái không sinh diệt nó đi kèm theo. Ví dụ ngoài biển khơi, sóng vừa nhấp nhô lên thì có gì đi kèm? Nước đi kèm liền thôi, không có cách gì mà loại trừ nước ra khỏi sóng được cả. Giống như mọi vật trong không gian này, từ hạt bụi cho tới dãy thiên hà, cho tới hành tinh này, không hề có một loại nào nó vượt ra ngoài không gian để nó tồn tại được cả. Nó có mặt là nó phải có mặt trong quãng không thôi. Rồi con người cũng thế, cỏ cây đất đá cũng thế, thú cầm cũng thế. Thế thì các vị hình dung là không có một cái loại phiền não nào nó vượt thoát khỏi cái không sinh diệt nơi tâm của các vị cả. Cái ý mình muốn lập nơi đây là thế này: có cái sinh diệt thì có cái không sinh diệt, nó dính liền nhau. Thế nhưng mà tại sao ta chỉ thấy cái buồn mà ta không thấy cái chi khác? Giận lên ta thấy ta là cái cục giận, chứ ta không thấy cái chi khác. Đâu có thấy thánh gì trong cái lúc giận đâu. Nhưng mà thưa các vị, do vì mình vụng về, mình đồng nhất mình với trạng thái phiền não lâu đời, cho nên mình chỉ thấy thuần một thứ thôi. Trong khi nguyên tắc là mỗi lần phiền não nó lên thì các vị có quyền gửi theo cái món phiền não đó là một vị Phật liền tức khắc. Vị Phật này còn nhanh và trực tiếp hơn là cái vị Phật các vị phải niệm 5-3 câu A Di Đà Phật hoặc Quan Thế Âm, cái lửa giận nó mới dịu. Thế nào là làm vị Phật trực tiếp và nhanh? Thưa các vị, khi cái phiền não vừa có mặt, cái giận vừa có mặt, cái vị liền làm một việc: tôi là người thấy, cái giận là các vị thấy, thì tức khắc các vị gửi liền theo cái món phiền não đó là một vị Phật để dẫn đường cho nó vào cõi nước vô sinh. Và cái điều rất dễ cảm nhận và ai cũng làm được, đó là khi các vị nhìn cái giận thì cái giận không phải là các vị. Bước thứ hai nó sẽ tới, đó là khi các vị nhìn cái giận thì cái giận từ từ nó bị đốt cháy, nó bị dập tắt, nó bị loại trừ, nó bị tan biến, chứ nó không còn lý do gì nó trở lại, nó đi trong tâm thức các vị. Thế thì cái phần thứ hai này, thưa các vị, nhận ra cái sinh diệt trong cái không sinh diệt là cái chuyện rất dễ làm và ai cũng có thể làm được cả. Tại sao rất dễ làm? Do vì khi vừa buồn vừa giận thì các vị, một là các vị để cho mình chìm trong buồn giận, hai là các vị có khả năng nhìn được nó liền, chứ các vị đâu có hề chạy tới chùa để mượn cái dụng cụ chi để nhìn cái giận đâu. Nó có liền trong các vị mà, cho nên rất là dễ. Điều thứ hai, các vị cũng không cần tốn tiền, tốn của, tốn bạc, tốn công, tốn sức gì để có thể làm được điều này. Nó là cái tự hữu trong các vị, cho nên nó vô cùng dễ dàng để chúng ta thực tập. Chỉ có điều là chúng ta có chịu thực tập hay không mà thôi, có chịu nếm hương vị của Phật Pháp hay không mà thôi. Đó là khéo thì nhận ra được cái bất sinh diệt trong cái sinh diệt. Thế rồi cái điều kế tiếp, thưa các vị, trên lý thì nó là như thế, nhưng mà chúng ta làm cứ trầy trật tới lui, tại vì chúng ta chưa từng thực tập. Và những bước thực tập từ cái cạn đi vào cái sâu, ví dụ như cái cạn là chi? Các vị đang niệm A Di Đà Phật từng tràng, đó là các vị thực tập để cho tâm các vị nó thuần hóa lại. Và một tiếng niệm Phật của các vị phát ra, nó tạo được một cái vùng âm thanh, một cái vùng năng lượng rất là lành thiện, để làm cho cái nền tu tập của các vị vững vàng. Điều thứ hai là nó mài bén được cái năng lượng chánh niệm nhất tâm của các vị. Và đến một lúc các vị cảm thấy cái nhu cầu niệm Phật liên tục, nó không dừng trong tâm thức, nó không còn cần thiết nữa. Tại vì niệm hay không niệm gì, các vị cũng an trú được trong cái tiếng Phật. Thế thì lúc bấy giờ cánh cửa nó bắt đầu mở ra cho các vị, để các vị thấy là ta chính là cái năng lực Phật. Không niệm vẫn là Phật, ta chính là năng lực rực sáng đang soi chiếu từng cái bóng dáng vô minh sinh khởi trong ta. Lúc bấy giờ thì cái niềm vui lớn nó hiện ra bên trong các vị.
gọi là người niệm đến chỗ vô niệm, thì đó là cái bước tiến của công phu hành trì chúng ta từ niệm Phật đi vô là như thế. Và thưa đại chúng là đó là những điều mà chúng ta chia sẻ từ cái bài kệ Pháp Cú mình ôn lại. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Đại ý của bài này muốn nói đó là phải là người có trí tuệ mới nhìn thấu được cái con đường tu tập. Phải là người có trí tuệ mới biết thế nào là niềm vui nhỏ và niềm vui lớn. Phải là người có trí tuệ mới có thể vượt ngang cái tầng của niềm vui phù du, chóng vánh, phù thế, mới thành đạt được cái con đường của sự giác ngộ. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ về cái bài kinh Pháp Cú 290. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều